Kính chào và cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình Hòa Nhịp Phát Triển trưa nay thứ ba ngày 12 tháng 3. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung đáng chú ý. Long Điền thực hiện tốt công tác chăm lo gia đình chính sách. Thành phố Vũng Tàu đã sẵn sàng cho tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Giao dịch đất nền tại Xuyên Mộc tiếp tục tăng. Thị xã Phú Mỹ xây dựng lực lượng tự vệ trong các doanh nghiệp FDI. Phần thông tin địa phương sẽ mở đầu chương trình Hòa Nhịp Phát Triển. Đầu tiên sẽ là những ghi nhận tại huyện Đất Đỏ. Thưa quý vị, Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở huyện Đất Đỏ vừa tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ và công nghệ thông tin Tổng điều tra dân số nhà ở năm 2019 cho 105 người là các tổ trưởng điều tra viên trực tiếp làm công tác điều tra dân số của 8 xã thị trấn trên địa bàn huyện. Lớp tập huấn diễn ra trong 5 ngày, từ ngày 11 đến ngày 15 tháng 3. Tham gia lớp tập huấn điều tra tổng dân số trên địa bàn huyện Đất Đỏ, các điều tra viên được tìm hiểu những kiến thức và kỹ năng cơ bản về phương pháp tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, vai trò nhiệm vụ của điều tra viên và tổ trưởng. Ngoài ra, các điều tra viên còn được hướng dẫn sử dụng và thực hành trang thông tin điều hành tác nghiệp, quy trình điều tra, các quy định trong phiếu điều tra, xác định nhân khẩu thực tế thường trú. Kiến thức, kỹ năng tại lớp tập huấn giúp cho các điều tra viên thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Ban dân vận huyện ủy Đất Đỏ vừa tổ chức đánh giá kết quả công tác quý 1 và triển khai nhiệm vụ quý 2. Quý 1 năm 2019, Ban dân vận huyện ủy và khối dân vận các xã thị trấn trên địa bàn huyện Đất Đỏ đã triển khai thực hiện tốt các chủ trương của Đảng về công tác dân vận, công tác dân tộc tôn giáo, nắm chắc tâm tư nguyện vọng của nhân dân, nhất là người dân ở những địa bàn có dự án trọng điểm được triển khai để tham mưu đề xuất với cấp ủy chỉ đạo giải quyết kịp thời. Trong quý 1, Ban dân vận huyện ủy Đất Đỏ và khối dân vận các địa phương đã phối hợp tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về an ninh trật tự, không vi phạm về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Tổ chức chăm lo chu đáo cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, hộ nghèo cùng vui đón Tết, tuyên truyền vận động thanh niên trong độ tuổi thực hiện tốt luật nghĩa vụ quân sự. Trong quý 2, công tác dân vận của huyện Đất Đỏ tập trung vào tổ chức hội thảo, nâng cao năng lực giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền, theo quyết định số 217, số 218 của Bộ Chính trị. Triển khai thực hiện năm dân vận chính quyền và phát động hưởng ứng cuộc thi báo chí viết về tấm gương dân vận khéo năm 2019. Hưởng ứng tháng thanh niên tình nguyện, Đoàn Thanh niên xã Lộc An, huyện Đất Đỏ tổ chức ra quân dọn vệ sinh môi trường và san lấp ổ gà các tuyến đường trên địa bàn xã. Với chủ đề tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới, 60 đoàn viên thanh niên của xã Lộc An, huyện Đất Đỏ tham gia quét dọn, thu gom rác thải, làm sạch hành lang giao thông, phát quang cây bụi ven đường và xóa các tờ rơi quảng cáo vặt sai quy định ở các tuyến đường với tổng chiều dài hơn 3 km. Dịp này, đoàn viên thanh niên còn tham gia vận chuyển cát, đá, san lấp ổ gà một số tuyến đường trong xã đã xuống cấp nhằm giúp người dân đi lại dễ dàng, an toàn. Tiếp theo là ghi nhận tại thành phố Vũng Tàu. Thưa quý vị, trường tiểu học Quang Trung vừa phối hợp với công ty đầu tư và phát triển giáo dục FES tổ chức giải bơi lội cấp trường lần thứ nhất năm học 2018-2019 với chủ đề vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho thế hệ tương lai. Tham gia giải bơi lội có gần 100 em học sinh. Các em tùy từng độ tuổi được bố trí thi theo nội dung bơi phù hợp 50m, 100m với hình thức bơi tự do. Giải thi bơi lội nhằm khuyến khích cổ vũ niềm đam mê bơi lội, rèn luyện thể lực, đồng thời tạo sân chơi bổ ích cho học sinh tiểu học. Qua đó cũng tuyển chọn ra những em học sinh có năng khiếu về bơi lội để tham gia cuộc thi hội khỏe phù đổng và các giải thi cấp tỉnh, cấp quốc gia. Được sự cho phép của Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh và Phòng Giáo dục Đào tạo thành phố Vũng Tàu, từ năm học 2017-2018, trường tiểu học Quang Trung đã đầu tư hồ bơi di động bằng hình thức xã hội hóa và đưa bộ môn bơi lội vào giảng dạy cho học sinh với thời lượng một tiết một tuần một lớp. Qua các lớp học bơi, học sinh được dạy các kỹ năng cơ bản về bơi lội, kỹ thuật bơi, phương pháp cứu người khi bị đuối nước, kỹ năng bảo vệ mình khỏi đuối nước.
70% học sinh trường tiểu học Quang Trung đã đăng ký học bơi, nên số lượng học sinh đăng ký tham dự giải bơi lội lần đầu tiên được nhà trường phối hợp với công ty đầu tư và phát triển giáo dục VES tổ chức rất đông và rất hào hứng. Chuẩn bị cho cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở được thực hiện trên cả nước, chu kỳ 10 năm một lần diễn ra vào ngày 1 tháng 4 sắp tới. Ban chỉ đạo tổng điều tra dân số và nhà ở của thành phố Vũng Tàu đã có những bước chuẩn bị tốt cho giai đoạn 1 như thành lập ban chỉ đạo tổng điều tra từ các thành phố đến phường xã, xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện cuộc tổng điều tra, vẽ sơ đồ nền và phân chia địa bàn điều tra, lập bản kê hộ và bản kê nhân khẩu đặc thù. Đến nay, thành phố Vũng Tàu đã xác định có 579 địa bàn điều tra toàn bộ, 190 địa bàn mẫu. Hiện tại, thành phố đang tập trung triển khai nhiệm vụ công việc trọng tâm trong giai đoạn 2 của cuộc tổng điều tra. Thực hiện giai đoạn 2 của cuộc tổng điều tra, Ban chỉ đạo tổng điều tra dân số và nhà ở thành phố Vũng Tàu yêu cầu các địa bàn khẩn trương rà soát, cập nhật bản kê. Vì thành phố có số hộ, số nhân khẩu biến động thường xuyên, nên công tác này phải được thực hiện chặt chẽ, đảm bảo thông tin chính xác. Trong cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, thành phố Vũng Tàu huy động gần 300 người làm điều tra viên. Các điều tra viên hiện đã được tập huấn đầy đủ, sử dụng máy tính bảng, điện thoại thông minh, thuần thục để thực hiện điều tra bằng phiếu điện tử. Trọng tâm nhất đó là cái công tác tập huấn cho điều tra viên. Đó là chúng ta phải trau dồi tập huấn nghiệp vụ thật chắc, để cho điều tra viên tới họ phỏng vấn để thu thập thông tin được một cách chính xác nhất để phản ánh các thông tin về nhân khẩu thực tế trên địa bàn thành phố này, thì điều tra viên làm chuẩn thì công tác tổng hợp mới chính xác được. Thì với cái công việc mà điều tra viên ấy, thì chúng tôi thứ nhất là phải nắm sát địa bàn và hiểu được là điều tra viên, tổng điều tra viên của năm 2019 năm nay nó rất là quan trọng. Thì chúng tôi phải làm cho thật là chặt chẽ, và ngược lại chúng tôi cũng được cán bộ ở trên cho buổi tập huấn ngày hôm nay rất là thông suốt và hiểu được tất cả những công việc điều tra. Do cuộc tổng điều tra liên quan đến mọi người, mọi nhà, nhiều lĩnh vực và có những thông tin tương đối nhạy cảm. Vì vậy, công tác tuyên truyền về tổng điều tra đang được thành phố Vũng Tàu đẩy mạnh để mọi người dân hiểu đúng, hiểu đủ, hợp tác tốt, chuẩn xác với điều tra viên. Từ ngày 20 năm cho tới ngày 30, thì sau khi điều tra viên tập huấn các lớp xong, thì sẽ tiến hành xuống các hộ để rà soát lại cái nhân khẩu thực tế của họ. Và sau đó ngày 1 tháng 4 sẽ tổ tổng điều tra trên toàn thành phố. Nhận thức rõ tầm quan trọng của cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, đây là cơ sở hoạch định của nhiều lĩnh vực, ngành nghề, chính sách, chiến lược, quốc kế, dân sinh. Ủy ban Nhân dân các phường xã trên địa bàn thành phố Vũng Tàu đang tập trung nỗ lực rất lớn và xem đây là nhiệm vụ trọng tâm của năm 2019. Ghi nhận tiếp theo tại huyện Long Điền. Thưa quý vị, trong suốt hai cuộc kháng chiến trường kỳ chống ngoại xâm, Long Điền là cứ địa cách mạng. Nhân dân Long Điền đã đóng góp sức người, sức của rất lớn cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Long Điền cũng là quê hương của nhiều anh hùng liệt sĩ. Trên địa bàn huyện hiện có 1.100 liệt sĩ thương bệnh binh, 742 người tham gia hoạt động kháng chiến. Đặc biệt có 170 mẹ và vợ liệt sĩ đã được phong tặng, truy tặng danh hiệu cao quý Mẹ Việt Nam Anh Hùng. Hai người con của huyện được phong tặng anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Những năm qua, huyện Long Điền thường xuyên quan tâm chăm sóc người có công bằng nhiều hình thức như trợ cấp chế độ, hỗ trợ về vốn, đất đai, kỹ thuật sản xuất, sửa chữa nhà, xây nhà mới, tạo điều kiện giải quyết việc làm cho con em người có công. Nhờ vậy, đời sống của người có công hiện ngang bằng, thậm chí có nhiều gia đình cao hơn mức sống đại bộ phận người dân địa phương. Thực hiện mục tiêu bảo đảm gia đình chính sách, người có công với cách mạng có mức sống bằng và cao hơn mức sống trung bình của người dân địa phương nơi cư trú, huyện Long Điền đã triển khai hiệu quả mô hình xã, thị trấn, làm tốt công tác chăm sóc người có công. Trong thời gian qua, thì thấy nhà nước cũng quan tâm đến gia đình, thì hỏi thăm, lo đầy đủ hết. Tấm lòng của mình đây cũng mừng, cũng vui. Trong năm 2018, chỉ tính dịp kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, từ 4 nguồn quỹ của Trung ương, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ngân sách huyện và Quỹ Đền ơn Đáp nghĩa, huyện Long Điền đã trao gần 3.500 phần quà với tổng giá trị gần 2.500.000.000 triệu đồng cho Trung tâm Điều dưỡng Thương bệnh binh và Người có công Long Đất, các mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn huyện.
Trong dịp Tết Nguyên đán, huyện cũng đã trích từ ngân sách và vận động các doanh nghiệp mạnh thường quân chung tay chăm lo, tặng hàng ngàn phần quà cho các gia đình chính sách trên địa bàn huyện. Cái đó cũng là cái trách nhiệm chính quyền này quan tâm, đồng thời cũng kêu gọi các mạnh thường quân trong cái việc chăm lo vấn đề này. Và tôi cho rằng cái công tác này của huyện Long Điền thời gian qua làm rất tốt và chúng tôi tiếp tục phát huy. Thời gian tới, huyện Long Điền tiếp tục rà soát, thực hiện chi trả trợ cấp chế độ đầy đủ cho đối tượng chính sách, người có công, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các cơ sở tôn giáo, các nhà hảo tâm và nhân dân đóng góp ủng hộ quỹ đền ơn đáp nghĩa để tăng thêm điều kiện chăm sóc đối tượng chính sách, người có công. Giữa đà tăng trưởng từ năm 2018, từ sau Tết Nguyên đán, cơn sốt đất tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Tại huyện Xuyên Mộc, giá đất tiếp tục leo thang so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, địa bàn các xã ven biển và trung tâm huyện tăng mạnh nhất, gấp 2, thậm chí gấp 3 lần so với cùng kỳ. Đến nay, giá đất tại Xuyên Mộc vẫn chưa có dấu hiệu chững lại. Theo người dân trên địa bàn huyện Xuyên Mộc, giao dịch đất tại địa phương bắt đầu sôi động từ khoảng tháng 3 năm 2018 đến nay, nhưng tăng mạnh nhất là những tháng cuối năm 2018 và từ sau Tết Nguyên đán 2019. Cùng với lượng giao dịch tăng, giá đất tại các khu vực ven biển thuộc xã Bình Châu, Phước Thuận, Phước Tân hay các khu vực trung tâm huyện như Phước Bửu, giá đất được đẩy lên cao gấp 2 đến gấp 3, thậm chí là gấp 5 lần so với năm 2017. Trước đây, 1 mét ngang đất tại khu vực ven biển Hồ Tràm có giá khoảng 100 triệu đồng, thì nay đã lên 300 triệu đồng, thậm chí có khu vực lên 500 triệu đồng 1 mét ngang. Cái lượng giao dịch hồ sơ đất đai từ đầu năm đến thời điểm này thì cái khối lượng nó tăng rất là nhiều so với thời điểm cùng kỳ năm ngoái. Cụ thể là từ đầu năm đến nay thì cái lượng giao dịch, lượng hồ sơ mà chỗ chi nhánh Xuyên Mộc tiếp nhận được và giải quyết cho công dân đó là khoảng 3.000 hồ sơ. Đó thì so với cùng kỳ năm ngoái thì cái khối lượng nó tăng khoảng cỡ 2 lần so với thời điểm cùng kỳ năm ngoái. Khảo sát thực tế của phóng viên cho thấy các khu vực giao dịch đất đai sôi động tại huyện Xuyên Mộc cũng như nhiều địa phương trong tỉnh, hầu hết nằm gần các khu vực được quy hoạch phát triển du lịch hoặc có quy hoạch dự án và khách hàng chủ yếu từ các tỉnh thành khác đổ về. Và điểm chung là giá đất tại các khu vực này được đẩy lên cao một cách bất thường, không sát với nhu cầu thực tế của thị trường. Thưa quý vị, huyện đoàn Xuyên Mộc vừa tổ chức lễ ra quân tháng thanh niên năm 2019 tại trung tâm văn hóa xã Hòa Hội. Dự lễ ra quân có gần 600 đoàn viên thanh niên trên địa bàn huyện và lực lượng quân sự huyện, sư đoàn 302 cùng đông đảo nhân dân địa phương. Tháng thanh niên năm 2019 tại huyện Xuyên Mộc có chủ đề Thanh niên tình nguyện vì cộng đồng. Hưởng ứng tháng thanh niên, tuổi trẻ huyện Xuyên Mộc tích cực đảm nhận và thực hiện các công trình phần việc thanh niên, nhất là tình nguyện xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị, cải cách hành chính, giữ gìn trật tự an toàn giao thông. Sau lễ ra quân hưởng ứng tháng thanh niên, đoàn viên thanh niên các lực lượng đã hỗ trợ nhân dân địa phương thu hoạch tiêu tại năm xã Xuyên Mộc, Hòa Hội, Hòa Hiệp, Bầu Lâm, Hòa Bình. Ghi nhận tiếp theo tại thị xã Phú Mỹ. Ban chỉ huy quân sự thị xã Phú Mỹ đang tổ chức huấn luyện cho lực lượng dân quân tự vệ thuộc binh chủng y tế và trinh sát trong thời gian 12 ngày, từ ngày 4 đến ngày 16 tháng 3. Tham gia khóa huấn luyện, các chiến sĩ dân quân tự vệ thuộc binh chủng y tế và trinh sát được trang bị các kiến thức chiến lược diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch chống phá cách mạng Việt Nam. Một số luật như nghĩa vụ quân sự, dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng và an ninh vừa bị động viên quốc phòng, biên giới quốc gia, an ninh quốc gia, biên phòng, phòng thủ dân sự và các văn bản liên quan. Tham gia khóa huấn luyện năm 2019, lực lượng dân quân tự vệ thuộc binh chủng y tế và trinh sát trên địa bàn thị xã Phú Mỹ. Các chiến sĩ dân quân tự vệ được trang bị điều lệnh đội ngũ, kỹ thuật cấp cứu, vận chuyển người bị thương, kỹ thuật dùng súng bộ binh K63, AR-15, phương pháp tiếp cận thông tin, động tác vận động cơ bản và từng người tiếp cận mục tiêu, kỹ thuật đánh, bắt địch. Khóa huấn luyện nhằm giúp lực lượng dân quân, binh chủng y tế và trinh sát nâng cao trình độ nhận thức về chính trị, hiểu rõ âm mưu của kẻ thù, nắm được các quy trình kỹ thuật băng bó cứu thương, kỹ thuật cấp cứu một số bệnh thông thường, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra.
Thưa quý vị, theo chỉ thị 22 ngày 7 tháng 7 năm 2017 của tỉnh ủy Bà Rịa Vũng Tàu giai đoạn 2017-2020, thị xã Phú Mỹ xây dựng 7 đơn vị tự vệ trong doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài. Đây là lực lượng đồng cốt bảo vệ tính mạng công nhân và tài sản của doanh nghiệp khi có tình huống xấu xảy ra. Để đạt chỉ tiêu được giao, thời gian qua, các cấp ngành địa phương đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, tuyên truyền vận động chủ doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài, chấp hành chủ trương xây dựng đơn vị tự vệ. Đến thời điểm này, thị xã Phú Mỹ đã hình thành 9 khu công nghiệp tập trung, thu hút khoảng 215 dự án đầu tư, trong đó 75 dự án có 100% vốn đầu tư nước ngoài. Hầu hết các dự án có quy mô lớn, công nghệ hiện đại và có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển kinh tế xã hội của Bà Rịa Vũng Tàu lẫn cả nước. Hệ thống cảng cái mép thị giải cũng đã được quy hoạch với 32 cảng, trong đó 17 cảng đang khai thác, tạo việc làm cho hàng chục ngàn lao động trong và ngoài thị xã. Các khu công nghiệp, cảng biển đi vào hoạt động, kéo theo các loại dịch vụ tại địa phương, gia tăng nhanh chóng, thu hút một lượng lớn lao động phổ thông, lao động lành nghề đến sinh sống lập nghiệp. Do vậy, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thị xã Phú Mỹ diễn biến phức tạp. Nhiều đối tượng lợi dụng địa bàn gây rối, thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật, làm ảnh hưởng đến môi trường đầu tư và hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Từ thực tế này, chính quyền thị xã Phú Mỹ xác định, việc xây dựng lực lượng tự vệ nói chung, lực lượng tự vệ trong các doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài nói riêng là rất quan trọng và cần thiết. Đảng ủy Ban Chỉ huy quân sự thị xã Phú Mỹ đã tham mưu cho thị ủy, Ủy ban Nhân dân thị xã xây dựng đề án tổ chức xây dựng đơn vị tự vệ trong các doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài, chủ động phối hợp với Ban Quản lý các khu công nghiệp, Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh khảo sát, nắm tình hình cơ cấu, tổ chức của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Tổ chức đoàn đến các doanh nghiệp tuyên truyền chủ trương pháp luật Việt Nam về xây dựng lực lượng tự vệ trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, phân tích tầm quan trọng của lực lượng tự vệ. Ban Chỉ huy quân sự thị xã Phú Mỹ cũng giải thích tường tận những băn khoăn của lãnh đạo các doanh nghiệp về điều kiện thành lập đội tự vệ, chế độ, chính sách cho lực lượng tự vệ, thời gian tập huấn luyện nghiệp vụ cho lực lượng tự vệ và các phương tiện, trang thiết bị để đội tự vệ hoạt động hiệu quả. Qua tuyên truyền phân tích, các doanh nghiệp đều đồng thuận với phương án thành lập đội tự vệ. Công ty chúng tôi đã rất đồng ý cái việc thành lập đội nhân quân tự vệ. Thứ nhất là để bảo vệ cái an ninh trật tự trong công ty. Thứ hai là cũng để có thể hỗ trợ cơ quan chính phủ nhà nước khi cần có sự hỗ trợ hoặc hợp lực trong quá trình đảm bảo an ninh trật tự của ngoài bên ngoài xã hội. Chúng tôi cũng mong muốn là đảm bảo một môi trường làm việc an toàn, đảm bảo an ninh. Chúng tôi nhận thấy môi trường Việt Nam là môi trường thuận lợi hợp tác để dễ kinh doanh kinh doanh. Thì đã biết địa bàn mình cũng như là rất là an toàn để mà phù hợp cho doanh nghiệp có người nước ngoài để mà kinh doanh. Khi thấy lời đề nghị hợp tác thành lập đội trung đội tự vệ của quân đội cũng như là cán bộ địa phương, bên Ban Chỉ huy quân sự cùng với chúng tôi đã thành lập nên đội trung đội tự vệ. Từ tháng 7 năm 2018 đến nay, thị xã Phú Mỹ đã thành lập được 5 đơn vị tự vệ tại các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, đạt hơn 71% chỉ tiêu được giao. Trong đó có 3 trung đội và 2 tiểu đội tự vệ. Các trung đội, tiểu đội tự vệ đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của tổ chức đảng và ban giám đốc doanh nghiệp, cán bộ của công ty trực tiếp làm trung đội, tiểu đội trưởng và có mối liên hệ chặt chẽ với Ban Chỉ huy quân sự thị xã Phú Mỹ để tập huấn chuyên môn nghiệp vụ. Qua làm việc bước đầu thì cũng gặp khó khăn, tuy nhiên qua quá trình gặp gỡ rồi thuyết phục bằng nhiều biện pháp tổ chức tuyên truyền thì hầu hết các lãnh đạo các công ty đều chấp thuận và họ đã đồng tình để thành lập cái lực lượng tự vệ. Đến nay thì chúng tôi đang tổ chức huấn luyện cho các lực lượng và hướng dẫn về cái công tác hoạt động, mục đích phải làm sao để là bảo đảm được cái an toàn cái công ty của từng doanh nghiệp. Qua đó để cho các từng doanh nghiệp thấy rằng đây là cái việc làm hết sức cần thiết, và trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ tiếp tục cùng phối hợp với các cơ quan ban ngành của địa phương cũng như của tỉnh sẽ tiếp tục xây dựng các cái đơn vị tự vệ tiếp theo. Các lực lượng tự vệ trong doanh nghiệp, người lao động yên tâm hơn để làm việc. Lực lượng này không chỉ là nòng cốt kịp thời bảo vệ tính mạng công nhân và tài sản của doanh nghiệp, mà còn góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong các khu công nghiệp nói riêng và thị xã Phú Mỹ nói chung.
Thưa quý vị, trong chiến dịch tiến công giải phóng Bà Rịa Vũng Tàu, Bà Rịa là một trong những nơi diễn ra những trận đánh ác liệt. Bởi nơi đây, địch đặt nhiều cứ điểm cố thủ, hòng chặn bước tiến của quân ta về sào huyệt cuối cùng của địch tại Vũng Tàu. Và một trong những nơi ghi dấu thời khắc lịch sử làm nên chiến thắng Bà Rịa chính là trục đường Lê Lợi, nay là đường 27 tháng 4. Nằm ngay vị trí trung tâm thành phố Bà Rịa, nối với di tích lịch sử cách mạng Nhà Tròn và giao điểm các trục đường lớn như cách mạng tháng 8, Điện Biên Phủ. Tuyến đường Lê Lợi, nay là đường 27 tháng 4, là nơi đóng quân của chế độ Sài Gòn với nhiều cứ điểm như dinh tỉnh trưởng, tòa hành chính, khám đường Bà Rịa, ty thông tin và cố vấn Mỹ, tòa bố. Là huyệt đạo của địch nên tuyến đường này là nơi giao tranh quyết liệt giữa quân ta với địch trong chiến dịch giải phóng Bà Rịa ngày 27 tháng 4 năm 1975. Vì vậy, 5 năm sau ngày giải phóng, tuyến đường Lê Lợi được thay tên bằng đường 27 tháng 4 để nhắc nhớ về sự kiện lịch sử của quân dân Bà Rịa Vũng Tàu. Đường mà chúng ta đang đứng hiện nay đó, rồi trước giải phóng nó tên là con đường Lê Lợi, rồi sau giải phóng để thực hiện cái nhiệm vụ của lãnh đạo huyện lúc đó giao, thì ban văn hóa thông tin lúc đó là đồng chí Trần Minh Trung có giao tôi và một số anh em làm cái nhiệm vụ là tham mưu đề xuất sửa đổi tên đường cho nó phù hợp với lại cái tình hình mới. Rồi riêng cái con đường Lê Lợi này thì chúng tôi suy nghĩ để ghi lại cái dấu ấn, một cái kỷ niệm khó quên, đồng thời cũng để giáo dục ý nghĩa lịch sử của cái ngày 27 tháng 4 đối với nhân dân và các cái thế hệ trẻ sau này, thì chúng tôi đề xuất con đường này mang tên là đường 27 tháng 4. Đối với con đường 27 tháng 4 là con đường đã được mang ý nghĩa lịch sử và chiến dịch 30 giải phóng thị xã Bà Rịa năm 75. Thì so với đến bây giờ thì con đường 27 tháng 4 thì đã được nâng cấp khang trang, rộng, và các cái công trình của cơ sở và nhà dân được xây dựng khang trang hai bên. Trải qua hơn 40 năm sau ngày giải phóng, đường 27 tháng 4 không ngừng được nâng cấp, mở rộng khang trang. Hai bên đường, tòa hành chính của chế độ cũ giờ đã được thay bằng trung tâm hành chính thành phố Bà Rịa. Dinh tỉnh trưởng giờ đó là trung tâm văn hóa tỉnh, khám đường Bà Rịa, nơi mà thực dân và đế quốc giam giữ, tra tấn, giả mang nhiều cán bộ chiến sĩ và đồng bào yêu nước của ta, giờ đã thay bằng trường trung học cơ sở Kim Đồng. Cùng với đó là các công trình, nhà cao tầng của người dân cũng mọc lên, không chỉ tạo thêm điểm nhấn cho tuyến đường lịch sử này, mà còn đánh dấu sự thay đổi, phát triển mạnh mẽ của thành phố Bà Rịa. Đường 27 tháng 4 dài khoảng 2 km, kết nối với đường Điện Biên Phủ cách mạng tháng 8, khu di tích lịch sử Nhà Tròn. Những hộ dân sống trên tuyến đường này đều có ý thức đóng góp vào sự phát triển chung của thành phố, tạo dựng cảnh quan môi trường xung quanh tuyến đường để con đường ngày càng khang trang, sạch đẹp. Mình được sống ở trên con đường mà chính cái tên giải phóng của mình được sống ở trên con đường mà chính cái tên giải phóng của Bà Rịa nữa, là mình rất là hãnh diện. Danh hiệu của đường 27 tháng 4 này thì rất là thật tự hào, cho nên là mỗi người dân ở đây đều có một cái ý thức giữ một cái vệ sinh sạch sẽ đường phố, và mỗi người dân cũng sống rất là đoàn kết, để mỗi một người dân tới đây thì người ta cảm thấy một cái sự thân thiện, một cái hiền hòa. Sự quan tâm đầu tư của các cấp chính quyền cùng ý thức của người dân đã góp phần tạo nên diện mạo đô thị Bà Rịa khang trang, hiện đại, xứng tầm là trung tâm hành chính chính trị của tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Chương trình Hòa Diệu Phát Triển trưa nay đến đây khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình bản tin thời sự tiếp theo.